Xin chào tất cả quý vị các bạn. Trong những ngày gần đây thì khi chúng ta tham gia giao dịch chứng khoán, tôi nghĩ là hầu hết tất cả các bạn là đều có sẵn một tab và bật về cái tình hình chiến tranh giữa Nga và Ukraine và một tab là bảng điện tử. Điều đấy nó thể hiện rằng là hiện tại tình hình chiến tranh ở Ukraine và Nga nó ảnh hưởng rất là nhiều lên đến cái performance giao dịch của chúng ta và ảnh hưởng rất là nhiều lên nền kinh tế thế giới nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng. Gần đây rất nhiều fan bóng đá nhận được một thông tin khá bất ngờ, và những cái fan của câu lạc bộ Chelsea thì có lẽ là càng bất ngờ hơn nữa khi mà cái câu lạc bộ yêu thích họ là đã bị ảnh hưởng bởi một loạt các cái biện pháp cấm vận mà Anh áp dụng với Nga và các cá nhân ở tầng lớp cao của Nga, đặc biệt là tỷ phú Abramovich. Theo cái lệnh cấm vận này thì một câu lạc bộ bóng đá lại không được chuyển nhượng cầu thủ ở cuối mùa, không được bán vé cho người hâm mộ theo trận. Tôi nghĩ đây là một cái biện pháp mà rất là gay gắt và rất là khắc nghiệt lên một cái tài sản tại nước ngoài của một người Nga, và nó cũng thể hiện được cái độ quyết tâm cao độ của nhóm phương Tây đối với lại việc là áp đặt các cái biện pháp trừng phạt kinh tế lên Nga, tạo áp lực về kinh tế, tự qua đó đạt được một số mục đích, qua đó đạt một số mục đích chính trị. Tuy nhiên, nói như thế để chúng ta thấy được rằng là hiện tại các cái biện pháp trừng phạt hay là những biện pháp kinh tế cấm vận nó đang ngày một trở thành những cái động lực tác động mạnh lên đến thị trường nhiều hơn chính cái bản thân của cái cuộc chiến tranh. Lấy ví dụ như là với giá Nikkei đi, trong tuần vừa rồi thì giá Nikkei tăng đến hơn 60% chỉ trong một đêm. Nguyên nhân chính là do là thị trường dấy lên một cái nỗi sợ là khi mà các quốc gia phương Tây quyết định cấm nhập khẩu dầu từ Nga thì Nikkei sẽ là sản phẩm tiếp theo, và điều đấy nó gây ra một loạt các hiệu ứng domino. Sau đó giá của một loạt cổ phiếu mà liên quan đến khai thác Nikkei thì tăng lên. Ở Việt Nam thì chúng ta có PC1, giá cổ phiếu các phiên một phiên tăng trần. Nhưng ngược lại thì giá một loạt các cái công ty mà có cái sản phẩm mà sử dụng Nikkei trong đấy là nguyên liệu, ví dụ như là sản xuất inox, sản xuất pin siêu bền, thì lại đều lại bị ảnh hưởng tiêu cực. Vậy thì chúng ta nên có một cái nhìn toàn cảnh hơn về những biện pháp cấm vận áp dụng với Nga bây giờ, và chúng ta cũng nên có một cái gọi là cái nhận định tổng quan rằng những cái biện pháp đó sẽ ảnh hưởng kinh tế thế giới ra làm sao, ảnh hưởng đến giá nguyên liệu hàng hóa nói riêng ra làm sao. Ở đây chúng ta có một biểu đồ, thì chúng ta thấy là Nga hiện tại là nước chịu nhiều biện pháp cấm vận nhất trên thế giới, vượt qua cả Iran. Hiện tại thì Nga đã phải chịu tổng cộng là 5.748 biện pháp cấm vận, trong đấy có đến gần 3.000 biện pháp cấm vận là áp dụng ngay lập tức sau khi mà chiến dịch quân sự của Nga tổ chức tại Ukraine diễn ra. Và dẫn đầu những cái biện pháp cấm vận thì có lẽ là rất dễ tìm hiểu, đấy là Mỹ này, là Canada này, là EU này, và có một đất nước khá là trung lập từ trước đến nay là Thụy Sĩ, thì họ cũng đã hiện tại là cũng đã áp dụng hơn 800 lệnh trừng phạt cấm vận kinh tế lên Nga. Vậy thì chúng ta nhìn lại những cái biện pháp cấm vận kinh tế này thì nó đi theo hướng nào? Ở đây chúng ta có một cái timeline mà chúng tôi theo dõi ở trên Reuters về cái lịch sử mà các biện pháp cấm vận chính đối với lại nền kinh tế Nga đang được áp dụng. Ở đây chúng ta có thể nhìn ra những cái nhóm chính là tất cả các biện pháp cấm vận này sẽ tập trung vào kinh tế, tập trung vào tài chính, tập trung vào hàng hóa, và cũng như là tập trung vào cái năng lực vận hành của nền kinh tế. Ở đây chúng tôi tổng kết lại thì nhìn về một cách tổng thể thì các biện pháp trừng phạt về kinh tế thì tập trung vào ba luồng chính. Thứ nhất là các cái quốc gia phương Tây tìm cách là đóng băng tài sản của ngân hàng Nga hay của các cá nhân siêu giàu tại Nga. Thứ hai là họ ngăn chặn những cái nguồn cung ứng vào Nga, đặc biệt là các cái đối với lại cái nhóm hàng hóa về công nghệ thì họ cấm xuất khẩu một số cái hàng hóa công nghệ mang tính chất chiến lược tới Nga, với lý do là những cái sản phẩm này có thể được sử dụng trong cái việc là sản xuất vũ khí. Và thứ ba là họ đánh vào nguồn thu. Thì gần đây nhất là chúng ta thấy là Mỹ và Anh
chí là ngày sớm nhất là Canada, thì đều là đã gọi là cấm cái việc nhập khẩu và sử dụng dầu Nga. Thế những cái biện pháp này thì làm cho cái nền kinh tế của Nga bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Mục tiêu của cái biện pháp này thì tôi nghĩ là quá rõ ràng rồi. Và thứ nhất là sẽ làm cho cái nền kinh tế Nga bị thâm hụt cán cân thanh toán, cái khả năng xuất khẩu bị giảm xuống, trong khi là nhu cầu sử dụng hay là nhu cầu nhập khẩu hàng hóa trong nước vẫn giữ nguyên, đặc biệt là còn đang chịu cái chi phí, một cái lượng phí tổn lớn cho chiến tranh. Thứ hai là cái luồng gọi là cái nguồn ngoại hối, nguồn dự trữ ngoại hối thì bị thâm hụt nặng nề, đặc biệt là khi mà phương Tây, đặc biệt là Anh và các nước EU thì họ gọi là phong tỏa cái tài khoản dự trữ ngoại hối của Nga tại các cái ngân hàng tại nước này. Thì việc đấy là ngăn chặn cái việc là chính phủ Nga sử dụng cái nguồn ngoại hối đấy để chi trả cái hoạt động thanh toán đối với lại bên ngoài. Và cái việc đấy là gần như là làm cho Nga thâm hụt gọi là nửa già cái lượng dự trữ ngoại hối của họ bây giờ. Và tiếp đến là một cái hậu quả nặng nề hơn nữa là hậu quả về mặt xã hội. Khi mà chúng ta thấy là có rất nhiều cái công ty, ví dụ như là McDonald's, ví dụ như là Apple, ví dụ như là Starbucks, Nike, IKEA hay là Formula One, cái công ty mà tổ chức đua công thức 1, thì rất nhiều công ty thì họ đã công bố là họ sẽ dừng cái hoạt động kinh doanh của họ tại Nga hay là dừng bán sản phẩm tại Nga. Thì một số công ty như là Harley Davidson hay là Jaguar Land Rover thì họ thậm chí còn dừng cái việc là vận chuyển sản phẩm của họ đến nước Nga, tức là có một những cái đơn đặt hàng nào đấy đang đặt dừng lại vô thời hạn. Thì những cái này nó sẽ gây ra một loạt những cái hiệu ứng về mặt xã hội, bao gồm là nhiều người lao động sẽ đột nhiên bị mất việc, gây ra những cái hậu quả nặng nề hơn xã hội sau này, cũng là nhiều nhà đầu tư sẽ chùn chân khi mà đầu tư vào Nga, và ngược lại thì nhiều nhà đầu tư của tại Nga cũng chùn chân khi mà đầu tư ra nước ngoài, nó gần như là làm đóng băng cái hoạt động đầu tư lại. Và như thế để thấy rằng là mục tiêu của các biện pháp cấm vận kinh tế trên là gây ra thiệt hại càng nhiều càng tốt lên nền kinh tế của nước Nga, nhằm mục đích là tạo áp lực cho chính phủ Nga dừng cái chiến dịch quân sự của họ tại Ukraine lại. Và nói như thế thì chúng ta thấy rằng là chừng nào mà chiến dịch quân sự chưa chấm dứt thì những cái biện pháp cấm vận còn tiếp tục leo thang. Và khi mà cái biện pháp cấm vận nền kinh tế càng leo thang thì rất có khả năng là cái thị trường tài chính tiếp tục chứng kiến những cơn trào đảo tiếp theo, bên cạnh giá dầu, bên cạnh giá nickel, bên cạnh giá than. Vì thế trong cái thời điểm hiện tại thì phòng phân tích của Paichi nghĩ là những nhà đầu tư nên có một cách tiếp cận đối với lại thị trường tài chính một cách thận trọng và luôn luôn có một cái chiến thuật để đề phòng những cái biến động mang tính chất đột ngột và bất ngờ trên thị trường. Trong 2 tuần vừa rồi thì có lẽ là tất cả chúng ta đều đã chứng kiến một cái cơn sóng rất là mạnh đối với lại nhóm cổ phiếu dầu khí và hóa chất dầu khí, tiêu biểu là những cổ phiếu như là PVS, PVD, là DCM, DPM, thì đều là những cổ phiếu mà tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân chính là do cái cơn sốt dầu, hay còn nói đúng hơn là cái sự tăng giá của giá dầu lên đến hơn 60% chỉ trong một giai đoạn ngắn. Và có lẽ đấy cũng là tâm điểm của chúng ta khi mà gọi là dự báo những cái diễn biến trên thị trường tiếp theo, bởi vì chúng ta thấy được là đây chúng tôi một cái chạm về cái việc là cái tầm quan trọng của giá dầu đối với nền kinh tế. Giá dầu là giá cái nguyên liệu đầu vào của rất nhiều cái sản phẩm, ví dụ như là nhựa, ví dụ như là xăng, dầu diesel hay là ga, khí hóa lỏng hay là điện đường, thì nó đều là được sản xuất từ dầu mỏ. Vì thế nên là việc gọi là có một cái định hướng hay có một cái dự đoán tổng quát về giá dầu trong sắp tới thì khá là quan trọng. Ở đây chúng ta sẽ theo dõi cái biểu đồ giá dầu trong 2 tuần vừa rồi. Thì các bạn cũng có thể thấy được là đối với dầu WTI sau khi vượt đỉnh lên đến ngưỡng 122,8 USD mỗi thùng thì đã đầu một đoạn gấp khúc mạnh
và đao xuống 109,64 USD một thùng trong giai đoạn tiếp theo. Vậy thì nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là hiện tại là trên thị trường, các nhà đầu cơ hay là một số chuyên gia phân tích đang có một cái luồng gọi là cái luồng quan điểm báo rằng là hiện tại là trên thế giới, bao gồm là cụ thể hơn là US và Mỹ và phương Tây, thì sẽ tìm ra một cái nguồn cung ứng là từ Iran và Venezuela để thay thế cho cái nguồn nhập khẩu của Nga. Thì vậy thì cái luồng quan điểm này thì cái độ chính xác đến đâu và cái tính khả thi đến đâu thì cũng chính là cái tiêu đề mà chúng ta sẽ phân tích ngày hôm nay. Thứ nhất là chúng ta nhìn lại cái quy mô xuất khẩu của Nga. Nhìn chung thì Nga xuất khẩu một ngày khoảng 5 triệu thùng dầu và 42% trong số đấy là sang các nước châu Á, đâu đấy khoảng gần 50% là sang châu Âu và phần còn lại là khoảng 8% thì sang Mỹ. Việc này thể hiện rằng là thị trường của Nga thì phụ thuộc nửa ra ở Âu và Mỹ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà khi mà gọi biện pháp cấm vận đối với dầu Nga xảy ra thì giá dầu lại lên nhanh như vậy. Như vậy là nếu mà để tìm ra một cái nguồn cung ứng thay thế của dầu của Nga thì Mỹ cũng như là các nước ở EU thì phải tìm ra một cái nguồn nhập khẩu có cái chữ có cái quy mô nó tương ứng và nó khoảng vào khoảng từ 2,7 đến 2,8 triệu thùng mỗi ngày. Vậy thì cái nguồn xuất khẩu từ Iran và Venezuela thì có đáp ứng được không? Ở đây chúng ta có một số con số. Thứ nhất là cái nguồn ở tại Venezuela thì trong năm 2020 thì Venezuela họ xuất khẩu chỉ được đâu đấy khoảng 650.000 thùng, rất thấp từ cái ngưỡng gọi là đỉnh cao trong cái giai đoạn 2016 là khoảng 89 triệu thùng trên một ngày. Thì qua tìm hiểu thì chúng ta thì có một số bài viết của một số nhà phân tích ở trên Economist cho chúng ta thấy được rằng là qua cái thời gian cấm vận kéo dài thì tổng cái lượng xuất khẩu của Venezuela giảm đi. Nguyên nhân chính là do họ không có đủ chi phí để thanh toán những cái công cụ dụng cụ hay những cái vật tư để phục vụ cho quá trình khai thác dầu. Vì thế nên là cái quy mô khai thác dầu của họ bị suy giảm trầm trọng. Như thế thì để mà họ phục hồi được lại cái công suất là 1,89 triệu thùng dầu, tức là tăng trưởng khoảng 1,2 triệu thùng dầu, thì sẽ rất cần nhiều thời gian để họ tái đầu tư và phục hồi trở lại. Thứ hai là những nguồn từ Iran, thì ở đây chúng ta có một số con số. Thì chúng ta thấy ở thời kỳ đỉnh cao thì Venezuela và Iran cộng lại thì họ xuất khẩu được 4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Tuy nhiên thì tính đến thời điểm năm 2020 thì con số nó chỉ còn là 1 triệu thùng dầu thôi. Và như con biểu đồ ở đây chúng ta thấy về cái lượng dầu xuất khẩu của Iran qua từng năm thì chúng ta thấy là đến năm 2020 họ chỉ xuất khẩu được 404,4 ngàn thùng dầu. Tức là cái quy mô của họ đã co xuống chỉ còn 1/5 so với lại thời kỳ đỉnh cao. Như thế thì chúng ta có thể thấy được rằng là để mà phục hồi được cái công suất lên đến 2 triệu thùng dầu, từ đấy để bù đắp được cái nguồn dầu thiếu hụt khi mà cắt cái nguồn cung từ Nga thì cũng sẽ mất khá nhiều thời gian. Chưa kể là để mà Iran được gọi là khôi phục được lại cái trạng thái của họ trong cái thị trường dầu thế giới thì cái gọi là cái thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran cũng cần thời gian để tái khởi động và được ký kết trở lại. Và đấy cũng cái việc đấy cũng không xảy ra trong thời gian ngắn. Tổng kết lại thì chúng ta đều thấy được rằng là nguồn dầu của từ cả Venezuela và từ cả Iran thì sẽ cần tương đối thời gian. Có thể là không thể trong ngắn hạn được mà phải là trong trung hạn để khôi phục cái việc là họ trở lại cái thị trường cung cấp dầu. Trong khi đấy thì khối OPEC thì khá là kiên trì với lại cái chính sách của họ, thì họ thông báo rằng là trong cái đợt mà tăng công suất tiếp theo thì họ vẫn chỉ tăng công suất lên rất là nhẹ, tức là rất là ít, ở cái ngưỡng là 400.000 thùng dầu một ngày. Cái ngưỡng này tính ra chỉ gọi là hơn 1% đối với tổng công suất của các nước trong cái nhóm OPEC mà thôi. Và cái lượng tăng lên này thì gần như là nó không thỏa mãn được cái cơn sốt dầu hiện tại và gần như là không có tác dụng gì trong cái việc là hạ nhiệt giá dầu. Và đặc biệt khi mà
Cái nhu cầu sử dụng dầu mỏ thì trong cái giai đoạn phục hồi kinh tế thì ngày càng tăng lên, và nhu cầu đi lại của người dân cũng tăng lên, khiến cho nhu cầu dầu mỏ tăng lên theo. Bởi các cái nguyên nhân trên thì chúng tôi nhận định rằng trong trong ngắn hạn thì giá dầu vẫn là một cái yếu tố mà tương đối căng thẳng. Vì thế chúng tôi nhận định là trong tương lai ngắn hạn thì áp lực tăng giá của giá dầu vẫn còn tương đối lớn, và nhiều khả năng thì giá dầu có thể break lên những cái đỉnh tiếp theo, có thể là 130 nhưng cũng có thể là 150 đô trên mỗi thùng. Và nếu như thế thì đối với những nhà đầu cơ thì việc tìm cơ hội đầu cơ từ giá cổ phiếu dầu khí vẫn còn. Tuy nhiên thì ở góc độ đầu tư thì chúng tôi vẫn giữ quan điểm là nên thận trọng trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động bất ngờ và biên độ dao động thì tương đối lớn. Và từ quan điểm cá nhân thì tôi nghĩ là việc đầu cơ trực tiếp vào giá dầu thì cái tính hiệu quả nó sẽ cao hơn đầu cơ thông qua cổ phiếu dầu mỏ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn theo dõi chương trình.